Hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với video của giá xe Kia. Em là Lợi, hiện tại đang công tác tại chi nhánh Kia Mazda Bình Triệu. Nhân dịp đầu xuân năm mới, em xin chúc tất cả các quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Như quý anh chị đã biết thì hồi giờ đối với những cái dòng xe Kia do Thaco phân phối thì mình chỉ biết là nó chỉ có máy xăng, có máy dầu. Quý anh chị rất ít khi nghe mà Kia có xe hybrid, xe lai điện, đúng không anh chị? Thì trong clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý chị một siêu phẩm ở phân khúc D SUV gầm cao, đó là cái dòng xe Kia Sorento Hybrid. Thì đối với dòng xe Kia Sorento Hybrid, em sẽ nói hết về những cái tính năng của con xe này, những cái ưu nhược điểm của chiếc xe này để cho quý anh chị xem mà mình tham khảo để mình cân đối. Về ưu điểm của chiếc xe này, đối với chiếc xe Kia Sorento Hybrid em đang quay đây là phiên bản 1.6 turbo xài động cơ lai điện. Con này thì là phiên bản premium nha quý anh chị, chuyển động hai cầu. Giá của nó hiện tại trên thị trường chỉ có là 1.250 tỷ là chiếc xe em đang quay đây. Đấy. Nếu quý anh chị lăn bánh thì nó rơi vào đó tầm khoảng là 1.3 tỷ hơn, 1.350 tỷ đó, tầm khoảng đó. Đấy. Chiếc xe này mà khi quý anh chị sử dụng nha, nó rất là tiết kiệm nhiên liệu ấy. Con này nếu mà mình đi trên đường trường nó rơi đâu đó tầm khoảng là 2.9 lít cho 100 km thôi, rất tiết kiệm nha. Và nó có chế độ chạy thuần điện nữa. Rồi em sẽ đi sâu vào chi tiết của chiếc xe này cho quý anh chị xem những cái tính năng trên chiếc xe này nhé. Đối với chiếc xe này thì nó sẽ trang bị cho quý anh chị là lưới tản nhiệt thiết kế hình bụi hổ đặc trưng của dòng xe Kia này. Đấy. Ở phía trước sẽ trang bị cho quý anh chị là camera ở phía trước luôn, camera 360 độ luôn nhé. Ngoài ra thì xe còn được trang bị cho quý anh chị cái tính năng an toàn, đó là phanh chủ động khi có vật thể vật cản di chuyển cắt ngang. Cái này trong cái giải tốc độ cho phép. Nếu mà người lái không chủ động rà phanh thì xe sẽ phát ra âm thanh cảnh báo. Nếu mà người lái không còn rà phanh nữa thì xe sẽ chủ động phanh cho mình để đảm bảo cho lái xe cách là an toàn. Ở phía trước vẫn trang bị cho quý anh chị là bốn cái cảm biến lùi nữa nha, bốn cái cảm biến đấy. Cho chiếc xe này thì nó sẽ có một cái tính năng rất là hay, đó là cái tính năng đèn nổ từ xa. Quý anh chị sẽ nhấn cái nút khóa cửa trên chìa khóa này hai lần giúp em đấy. Sau đó thì quý anh chị sẽ nhấn giữ nút hôn trên chìa khóa thì trong vòng khoảng 5 giây thì xe sẽ chớp đèn và động cơ của mình sẽ đèn nổ như thế này nha quý anh chị. Đấy, vì đây là động cơ điện nên là quý anh chị sẽ không nghe được tiếng của động cơ đâu. Đấy. Rất êm ái nha, động cơ điện này chuyển động rất là êm ái. Rồi, nếu mà quý anh chị không sử dụng xe á, trong vòng 10 phút thì xe sẽ tự động tắt nha quý anh chị. Đấy, xe sẽ tự động tắt. Nếu mà động cơ điện của mình, nếu mà ắc quy của mình không đủ á, thì động cơ lúc trong tự động sẽ nổ và sạc vô cái động cơ điện cho mình. Rồi, em sẽ cho quý anh chị xem về cái bố trí khoang động cơ của xe nhé. Tôi sẽ tắt nó đi. Đây, em sẽ cho quý anh chị xem về bố trí khoang động cơ của chiếc xe này. Đối với chiếc xe này á, quý anh chị sẽ thấy về cấu tạo của chiếc xe thì nó sẽ có là động cơ đốt trong là động cơ 1.6 GDI xài turbo tăng áp, công suất phát ra của nó đâu đó tầm khoảng là 177 mã lực, đều đều vô số tự động là 6 cấp nha. Động cơ điện con này thì công suất của nó đâu đó tầm khoảng là 90 mã lực. Đấy. Rồi, đối với xe này thì nó sẽ có thêm là cái máy khởi động này, có thêm cái hộp số, rồi có thêm cái pin. Pin con này nếu mà quý anh chị sạc đầy nha là mình sẽ chạy được tầm khoảng là 71 km. Đấy, nếu mà mình sạc đầy nha. Ngoài ra thì nó sẽ có phanh tái tạo năng lượng nữa. Đấy. Khi mà mình khởi động nhé, thì em sẽ nói về cái nguyên lý hoạt động của nó này. Khi mà mình khởi động nhé, nó sẽ khởi động bằng động cơ điện, tăng tốc nhẹ bằng động cơ điện, tăng tốc mạnh thì nó sẽ kết hợp động cơ điện và động cơ đốt trong. Còn nếu mà mình tăng tốc với tốc độ cao thì nó sẽ là sử dụng động cơ đốt trong thôi. Còn nếu mà mình giảm tốc độ, mình chân của mình rời khỏi cái bàn đạp chân ga thì nó sẽ sạc trực tiếp vô cái pin
Đấy, pin con này thì cái dung lượng nó rất là lớn, vì con Sorento này nó sẽ có thêm một cái phiên bản là phiên bản HEV, tức là phiên bản điện thông thường thôi, nó không có sạc. Còn con này là plug-in BHEV thì nó sẽ có cổng sạc, nó chút em sẽ cho quý anh chị xem. Đấy, về nguyên lý hoạt động thì nó tương tự như nhau, nhưng mà về cái dung lượng pin, về cái công suất của cái động cơ điện thì đối với con BHEV này á của bên em thì nó sẽ ok hơn, nó dung lượng pin nó sẽ nhiều hơn. Đấy, và cái chế độ pin bảo hành đối với chiếc xe là pin nó sẽ bảo hành cho quý anh chị là 7 năm nhé, và xe sẽ bảo hành cho quý anh chị là 5 năm. Đấy, rất ok nhé, nên quý anh chị cứ yên tâm về cái vấn đề mà sử dụng nửa động cơ xăng làm cơ điện. Rồi, đối với chiếc xe này á, hiện tại thì chiều dài tổng thể của nó đạt đến 4810mm, rất dài nha. Mâm của xe là mâm đúc hộp kim, đường kính mâm của nó là 19 inch, vỏ thì đang sử dụng là vỏ Michelin nha quý anh chị. Nếu mà quý anh chị sử dụng xe nhiều, quý anh chị sẽ biết về cái vỏ Michelin này ấy, nó rất là êm ái, khả năng bám đường nó cực kỳ tốt. Ngoài ra thì xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là cảm biến áp suất lớp, hệ thống phanh có chống bất cứng phanh ABS giúp người lái có thể tránh được vật cản khi mà mình di chuyển, đồng thời thì tích hợp thêm hệ thống phân phối lực phanh điện tử ABD để tăng thêm cái hiệu quả để mình phanh nha quý anh chị. Xe này nó sẽ có cái công suất cực đại khi mà mình kết hợp giữa cái động cơ điện và động cơ xăng lên đến 265 mã lực nha, rất khỏe nha quý anh chị, rất khỏe. Rồi, ngoài ra thì xe sẽ trang bị cho quý anh chị thấy nhá, phần đuôi xe này, nó thiết kế của nó thì tương tự như là đối với cái dòng xe máy xăng và máy dầu. Cụm đèn hậu của nó sẽ thiết kế theo phun thẳng đứng, đây là một trong những cái thiết kế khá nổi bật đối với dòng xe Kia Sorento. Ở phía sau còn trang bị cho quý anh chị là 4 cái cảm biến lùi, tích hợp thêm camera lùi để giúp cho người lái lùi vào đổ xe một cách là an toàn nhất. Đấy. Ở phía trên xe thì còn được trang bị cho quý anh chị là vậy ơi cá mập Bagamoy để tăng thêm cái sự thể thao cho chiếc xe. Ngoài ra thì cái phần cánh hướng gió thì nó sẽ ẩn sâu bên trong của chiếc xe này. Đấy. Đặc biệt là khi mà quý anh chị di chuyển trên đường ấy, thì đối với dòng xe Kia Sorento Hybrid loại điện này thì nó rất là êm ái nha, bởi vì xưa nó sử dụng cái động cơ điện thì nó rất là hiệu quả, và cái khả năng tiếng ồn từ con động cơ vọng vào nó sẽ không có, trừ trường hợp mà mình xài hết điện đi thì nó mới sử dụng động cơ đứng trong thôi. Nhiều khách hàng nói là sợ nếu mà nó hết điện trong pin thì xử lý thì sao, thì như em nói thì nó sẽ có cái bộ chuyển đổi. Đó, nó có cái bộ chuyển đổi thì khi mà không còn điện trong pin nữa thì khi mà lúc mà mình rà thắng hoặc là mình không đạp ở chân ga thì tự động nó sẽ sạc vô trong phần pin đó thôi, nên quý anh chị cứ yên tâm nhé. Đi theo xe thì bên em sẽ tặng cho quý anh chị này cổng sạc luôn nhé. Rồi giá đỡ khoang hành lý, lốp cốt chống thấm, túi cứu hộ, nói chung con xe này tặng rất là nhiều thứ. Đây quý anh chị xem về khoảng không gian bên trong xe này, rất rộng rãi, rất thoải mái nha. Hàng ghế thứ ba cũng có cửa gió điều hòa, hàng ghế thứ hai cũng có cửa gió điều hòa để đảm bảo tốc độ làm lạnh, như tất cả các hàng ghế đều là như nhau hết. Cốp này là cốp mở điện hết nha quý anh chị, đóng mở bằng điện hết, và mình có thể cài đặt 3 giây tự động mở luôn. Rồi em sẽ mời quý anh chị xem về khoảng không gian của chiếc xe này ở hàng ghế thứ hai mà em đóng á, mà cái cốp của mình á, nó bị kẹt thì tự động nó sẽ bung lên nhá. Tính năng rất là hay. Ở đây quý anh chị xem về khoảng không gian ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe này. Đối với chiếc xe này thì nó sẽ trang bị cho quý anh chị là rèm che nắng luôn nhé, không cần phải tấn dán che đâu, rất mất thẩm mỹ. Nhưng con này nó sẽ trang bị sẵn cho quý anh chị luôn. Đây, đương nhiên là hàng ghế thứ hai của chiếc xe này là ngồi rất là rộng rãi, rất là thoải mái luôn. Em cao trên 1m7 nhưng mà ngồi vẫn rất là ok nha quý anh chị, cực kỳ sang trọng luôn. Ở phía sau nó sẽ có cổng sạc này, ở mỗi lưng ghế đều ở phía sau thì đều có cổng sạc. Phía dưới này nó sẽ có cổng sạc 12V này, rồi cổng sạc nhanh ở phía sau này nữa. Đấy, nó đảm bảo tốc độ làm lạnh giữa các hàng ghế đều. Nếu mà mình đi 6 người thì có thể kéo cái vỉ ly tay này xuống chỗ để ly tách, và
để gác tay lên trên này cũng rất là tiện lợi. Xe sẽ được trang bị cho quý chị là 6 túi khí nha, 6 túi khí lận. Đấy. Rồi em sẽ mời quý chị lên ở hàng ghế đầu tiên của chiếc xe này. Đây, đối với chiếc xe này thì nó sẽ trang bị cho quý chị là khóa trẻ em bằng điện tử luôn nhé. Cả bốn kính cửa đều lên kính xuống kính bằng một lần chạm hết. Đó, lên kính xuống kính bằng một lần chạm hết. Đây, xe quý chị thấy em sẽ khởi động lên chiếc xe nhé. Đối với xe này khởi động lên như thế này là đã khởi động rồi, nhưng quý anh chị sẽ không nghe được tiếng động cơ đâu, bởi vì nguyên tắc của nó là khởi động nó sẽ sử dụng bằng động cơ điện nha quý anh chị. Đấy, động cơ điện này cũng khá là khỏe, nó tới 90 mã lực lận, rất khỏe nha. Rồi vô lăng sẽ được bọc da này, kết hợp những cái nút điều khiển âm thanh, chế độ điện thoại nghe gọi rảnh tay này. Rồi đối với phiên bản Retail, tuy là phiên bản premium thôi, ngoài ra nó trên nó thì có phiên bản Signature, nhưng mà đối với phiên bản premium thôi ấy, thì nó đã có cho quý anh chị là Smart Cruise Control này, rồi hỗ trợ giữ làn đường, giữ khoảng cách với xe phía trước, nó đều có trang bị cho quý anh chị hết nha. Khi mà mình xin nhanh qua trái này, nó hiển thị trực tiếp trên màn hình này, xin nhanh qua phải nó cũng hiển thị trực tiếp lên luôn. Rất là hiện đại nhá. Đấy. Tại sao em nói là cái xe này nó rất là tiết kiệm nhiên liệu? Bởi vì xe này mình có thể chủ động sạc được với nguồn 220V thông qua cái thiết bị hỗ trợ sạc bên em tặng đi kèm với xe. Hoặc là quý anh chị có thể sử dụng được cái tính năng thuần về điện. Đây quý anh chị thấy nè, thuần về điện là mình sẽ sử dụng cái tính năng EV này. Đấy, EV, HEV này, mình sẽ bật cái tính năng này lên thì mình sẽ sử dụng tính năng thuần về điện nha quý anh chị, với cái điều kiện là mình đã sạc đầy rồi nhá. Còn khi mà quý anh chị chạy nha, mỗi lần mà mình không đạp ga hoặc là mình rà phanh, thì nó sẽ có phanh tái tạo năng lượng, nó sẽ sạc trực tiếp vô trong cái phần pin của mình. Đấy, để nó đăng cái dung lượng pin của mình lên. Đấy, nó tích điện thêm cho mình thì để mình lại chạy đi một quãng đường nữa. Rất là ok, rất là hiệu quả, nên nó rất là tiết kiệm nhiên liệu nhé. Đặc biệt là khi mà mình, đây là hiện tại là ắc quy của bên em thì em đang xả, nên là nó sẽ bật tự động bật cái động cơ đốt tranh, nên quý vị sẽ nghe được tiếng động cơ đang nổ nhá. Đó, quý vị thấy không, rất hiện đại nha. Đấy, rồi nó sẽ có lại diễn chớ trên vô lăng này. Đèn pha thì tự động bật tắt theo ánh sáng và có tương thích thông minh luôn. Gạt mưa cũng gạt mưa tự động luôn nha quý chị. Đấy, và màn hình này này nó sẽ có bản đồ Navi cho quý chị. Nếu mà quý chị không biết cái địa chỉ đi đến cái địa điểm mình mong muốn, chỉ cần gõ cái địa chỉ lên trên này, tự động nó sẽ hướng dẫn cho mình đi nhé. Ngoài ra thì nó sẽ có kết nối Apple CarPlay này, Android Auto cho quý chị luôn. Màn hình này là 10.25 inch, màn hình điện tử thì 12.3 inch. Đấy, có thể hiện hết những cái thông số cần thiết cho quý chị. Phần này là nó sẽ là điều hòa tự động nhé, hai vùng độc lập và có cửa gió điều hòa. Được, hàng ghế thứ ba em lại cho quý chị xem rồi. Tất cả đều là cảm ứng hết nhé, kể cả cái đèn nội thất bên trong xe, chỉ cần chạm nhẹ vào nó thôi là tự động nó sẽ bật lên rồi, không cần phải nhấn nha quý anh chị. Cửa sổ trời panorama để tăng thêm cái khoảng không gian cho chiếc xe này, quá ok luôn nha quý anh chị. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ có trang bị cho quý anh chị là sạc không dây. Đấy, rồi có mỗi cái sạc trong này nữa, sạc nhanh này nữa. Nếu mà quý anh chị thấy nó không được đẹp thì mình có thể nhấn xuống là tạo ra một cái cảm giác liền mạch, rất là ok luôn. Cần số được thiết kế theo dạng nấm xoay. Và con này mình có thể chọn được chế độ lái nha quý anh chị. Eco này, chế độ tiết kiệm nhiên liệu này, chế độ Sport này và chế độ Smart luôn. Rất là ok. Ngoài ra thì mình có thể chọn được cái cung đường để chạy, đường tuyết này, đường trơn trượt này và đường cát. Rất là ok luôn nha quý anh chị. Phanh tay điện tử Auto Hold, cam 360 độ, cam này rất nét nha. Quý anh chị thấy này, rất nét luôn. Ở số hãng xe khác màn hình này nó nhỏ, nó không được to như thế này đâu. Là màn hình này rất to và rất là nét. Đấy, nó hỗ trợ cho mình rất nhiều, hỗ trợ độ đeo đầy đủ hết. Chỗ đợi ly tách, gương chiếu hậu chống chói, vân vân. Ở chiếc xe này để đòi đủ hội tụ những cái tính năng cần thiết, và đặc biệt là rất tiết kiệm nhiên liệu cho người sử dụng. Nên quý anh chị cần sự êm ái, cần sự thoải mái và tính kinh tế thì hãy sử dụng chiếc xe Kia Sorento Hybrid BHEV này nha quý anh chị. Nếu quý anh chị cần giải đáp thêm thắc mắc hay là cần hỏi gì thêm thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc của quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo.